Đại Nghĩa xin gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn. Đang đến với chương trình kể tích truyện pháp cú của Đại Nghĩa. Và bây giờ thì Đại Nghĩa vẫn còn đang ở nước ngoài cho nên vẫn đang trong cái không gian <laughs> mới mẻ này để kể chuyện cho các bạn nghe. À, thưa các bạn, ngày hôm nay Nghĩa sẽ đọc cho các bạn nghe câu pháp cú số 57 nha. Câu pháp cú như sau: Những ai có giới hạnh an trú không phóng dật, chánh trí chân giải thoát, ác ma không thấy đường và liên quan đến câu pháp cú này là tích truyện có tên là Godika chứng Niết bàn. Câu pháp cú này Phật dạy khi ngự tại Trúc Lâm gần Vương Xá liên quan đến trưởng lão Godika chứng Niết bàn. Trong khi trưởng lão này ngụ tại Hắc Thạch trên đỉnh núi Isigili chánh niệm, tinh tấn, kiên quyết và đã được tâm giải thoát do hành thiền thì Ngài bị bệnh vì tinh tấn thái quá và không thể trụ tâm vào đề mục thiền được lâu. Lần thứ hai, lần thứ ba và đến sáu lần Ngài vào thiền định và là bị trạo hối quấy nhiễu. Đến lần thứ bảy, Ngài trụ tâm được rồi tự nghĩ. Sáu lần ta đã bị bệnh làm cho tán tâm. Một người bị tán tâm thì đời sau thật không biết ra sao. Đã đến lúc phải dùng đến lưỡi dao cạo. Rồi ông lấy dao cạo đầu, xong nằm trên giường định cắt đứt cổ họng mà vương biết ý định của ngài nghĩ rằng nếu ngài đạt được minh sát tuệ sẽ chứng a la hán cho nên muốn cản ngài tự thấy lời mình khó thuyết phục ngài mà vương muốn cầu cứu với thế tôn nên biến mình thành một người tâm thường đến gặp phật và nói hỡi đấng đại hùng bậc đại trí tuệ rực rỡ thần lực rực hào quang người vượt thắng hận thù sợ hãi xin đảnh lễ bên chân ngài hỡi đấng chánh biến tri đấng đại hùng đệ tử ngài đã khắc phục sanh tử lại hướng về cái chết đang rách tâm hãy cả ngăn hãy thuyết giảng đạo thâm hãy thương xót hỡi người ban ánh sáng đức thế tôn lừng lẫy tiếng tâm trong nhân loại môn đệ ngài đang an vui trong giáo pháp sao giờ lại muốn kết thúc đời chưa tròn ý nguyện chưa thuần thục ngay lúc đó trưởng lão đưa lưỡi dao lên đồng thời thế tôn cũng nhận ra ma vương bèn nói kệ người với tâm kiên định hết còn khao khát sống godika diệt được dục tham đã chứng đạt niết bàn và thế tôn dẫn một số đông tỳ kheo vào tận nơi trưởng lão đang nằm tay đã buông dao trong khi đó ác ma giống như một cột khói hay một khối đen chạy khắp phương hướng tìm thần thức của trưởng lão ác ma cứ thắc mắc không biết thần thức của trưởng lão tụ tại đâu thế tôn chỉ cho các tỳ kheo cột khói và khối đen bảo này các tỳ kheo đó là ác ma đang đi tìm thần thức của người thanh niên hiền thiện vì không biết nó an trụ tại đâu nhưng này các tỳ kheo thần thức của godika không tụ bởi vì này các tỳ kheo người thanh niên hiền thiện godika đã nhập niết bàn ma vương không thể tìm thần thức của trưởng lão bèn giả trang thành một ông hoàng tay cầm cây đàn bằng gỗ viva màu vàng nhạt, đến gặp thế tôn và hỏi bốn vương tám hướng tôi tìm kiếm chẳng thấy Gotika ngài ở đâu thế tôn đáp người với tâm kiên định quyết chí chuyên thiền định thiền duyệt bạn hằng vui ngày đêm đều tinh tấn đâu còn lòng khác sống dẹp thắng hết ma quân chẳng còn nợ tái sanh hết mối manh tham ái Godika tỳ kheo ấy đã chứng đạt niết bàn thế tôn nói xong ma vương bèn đáp lại bằng câu kệ tràn ngập thất vọng quỷ buông đai đàn lòng buồn triệu nặng hắn liền biến tan và Thế Tôn bảo tiếp, Ác ma, người có ý đồ gì mà tìm chỗ tụ của thần thức người thanh niên hiền thiện? Một trăm hay một ngàn người cũng không bao giờ tìm được chỗ đó. Xong Ngài nói Pháp Cú, những ai có giới hạnh, an trú không phóng vật, chánh trí chân giải thoát, ác ma không thấy đường. Đó là câu chuyện liên quan đến câu Pháp Cú số 57 này. Uh, nói thiệt với các bạn lúc mà nghe mới đọc cái câu pháp cú cũ này cũng như đọc cái tích truyện này xong nghe thật sự có một chút hoang mang mình không hiểu lắm bởi vì uh, mình thấy cái câu chuyện này um, tại sao một cái vị mà bởi vì không định được cái tâm trong thiền và bị nhiều lần như thế đến 6 lần luôn thì cuối cùng lần thứ bảy thì vị ấy lại muốn dùng con dao cạo để tự kết liễu đời mình cho nên là khi nghe đọc cái câu chuyện này xong nghĩa hơi bị hoang mang một chút và nghĩa chưa dám quay hình để ngồi đây đọc cho các bạn nghe cũng như là chia sẻ về những cảm nghĩ của mình với các bạn là bởi vì mình thấy hình như nó có nhiều cái điều mà mình chưa hiểu thấu được và mình cần phải tìm hiểu thêm ở một số những cái bản dịch khác và nghĩa cũng có xem qua một số bản dịch nhưng mà nghĩa thấy bản dịch nào cũng dịch gần giống như cái bản dịch mà nghĩa vừa mới đọc cho các bạn nghe sau đó người mới tìm trên những cái trang khác để người xem coi rằng có vị thầy nào giảng về cái câu pháp cú này giảng về cái tích truyện này hay không để mình nghe qua để mình có thể mình hiểu sơ về cái ý nghĩa của cái câu chuyện để có thể ngồi đây mà chia sẻ cùng với các bạn được thì nghĩa có xem qua một cái clip mà ở đó có một vị sư nhưng mà vị sư đó không phải là người việt nam hình như vị sư đó là người myanmar thì bị có giảng về cái câu này và được một vị sư người Việt Nam khác nghe và dịch lại tại chỗ thì nghĩa có xem qua cái clip đó thì nghĩa cũng hiểu sơ sơ thôi. Bởi vì đã từng có một cái chương trình trước đây nghĩa cũng chia sẻ với các bạn á là bởi vì cái câu chuyện đó liên quan đến cái sự chứng đắc của các vị trưởng lão thì với cái trình độ sơ cơ như chúng ta thì nghĩa nghĩ rằng là mình không đủ để mình có thể hiểu thấu và mình có thể chia sẻ với mọi người được nên cái nào nghe biết thì Nghĩa sẽ nói nghe biết còn cái nào mình không biết thì mình sẽ tìm thêm thông tin và tài liệu nếu như có thông tin tài liệu rồi mà mình vẫn còn hoang mang mơ hồ thì Nghĩa cũng sẽ thẳng thắn nói với các bạn như thế luôn và cái câu chuyện ngày hôm nay là như thế à, khi nghe xem cái clip mà cái vị sư kia chia sẻ giảng giải về cái câu pháp cú này thì à, trước tiên thì cũng là cái câu chuyện giống như Nghĩa vừa đọc cho các bạn nghe có nghĩa là vị trưởng lão tên là Godika đã tinh tấn, chánh niệm, kiên quyết để được tâm giải thoát nhờ hành thiền. Thì Ngài đã đạt được cái điều đó, nhưng mà rồi sau đó Ngài bị ngã bệnh. Ngã bệnh chính vì cái cơ thể nó mệt nhọc cho nên là nó ảnh hưởng đến cái tâm của Ngài và Ngài không thể trụ tâm vào cái đề mục thiền được lâu. Và cứ như vậy, đến lần thứ sáu Ngài vẫn tiếp tục không thể nào mà định tâm được đến lần thứ bảy ngài mới trụ tâm được thì khi đó ngài mới nghĩ rằng là sáu lần trước do cái căn bệnh nó làm cho ta tán tâm mà nếu như bây giờ mình chết đi trong khi cái tâm mình nó chưa được định như vậy thì chắc chắn mình sẽ không làm chủ được cái nơi mà mình tái sinh vì vậy khi ở cái lần thứ bảy này lúc mà bị định tâm được rồi đó nghĩ rằng là mình nên dừng lại cái cuộc sống này ngay cái thời điểm này lúc cái tâm mình được tịnh thì có thể là mình sẽ thoát khỏi sinh tử làm chủ được cái uh, sinh tử của mình thì đó là cái điều mà nghĩ nghe được từ cái đoạn clip mà một cái vị sư myanmar vừa mới chia sẻ thì sau đó ông ấy dùng cái con dao mà ông vẫn thường để cạo tóc á để ông giống như là một hành động tự kết liễu đời mình thì ma vương khi mà biết được ý định của ông á thì mới cho rằng nếu như bây giờ mà ông làm cái chuyện đó thì có thể rằng ông sẽ đạt được minh sát tuệ và sẽ chứng a la hán ma vương thì không bao giờ muốn ai đó chứng a la hán cho nên là mới nghĩ rằng phải tìm cách nào đó để ngăn cản cái việc này lại ma vương cũng biết rằng nếu như bây giờ mà ma vương dùng cái lời nói để thuyết phục cái vị trưởng lão đó thì chắc chắn sẽ không thành công cho nên là mới biến mình thành một cái người khác để đến gặp Phật và trình bày với Phật về cái điều này. Nói với Phật là hãy ra tay, hãy ngăn cản, hãy làm cho cái vị kia dừng lại, đừng có như vậy nữa. Lấy cái lý do là đang an vui trong giáo Pháp, sao bây giờ tự nhiên lại muốn kết thúc cuộc đời, chưa tròn ý nguyện hay là chưa thuần thục. Đó, dùng những cái lý lẽ để có thể nhờ Phật ngăn cản cái vị trưởng lão kia. Nhưng mà Đức Phật thì cũng quan sát và nhận ra tất cả mọi việc cho nên mới nói rằng là với cái tâm kiên định như vậy á, thì cái vị trưởng lão kia đã không còn khao khát sống và cái vị trưởng lão đó đã diệt được dục tham và đã chứng đạt niết bàn với con mắt của phật thì phật nhìn thấy được rằng vị đệ tử của mình đã đạt được niết bàn và sau đó đức phật cùng với các tỳ kheo mới vào đến cái nơi mà trưởng lão đang nằm thì lúc đó thấy rằng trưởng lão đã ra đi tay đã buông dao thì lúc đó ác ma giống như một cái cột khói bay lên hoặc là giống như là một cái khối đen bay khắp nơi để tìm thần thức của trưởng lão ác ma cứ thắc mắc rằng là không biết cái thần thức của trưởng lão ở đâu tìm hoài thì không được thì lúc đó thế tôn mới chỉ cho các vị thị kheo đi cùng với mình đó, nói rằng đó cái cột khói đen đó cái vùng đen đó chính là ác ma đang đi tìm thần thức của uh, gordika và không biết là thần thức đó đã trụ về đâu là cái điều mà ác ma đang rất thắc mắc và sau đó ác ma lại một lần nữa biến thành một thanh niên ôm một cây đàn đến gặp Thế Tôn và hỏi rằng là không biết rằng cái thần thức của Godika đang ở đâu bởi vì đi tìm bốn phương tám hướng đều không thấy thì lúc đó Đức Phật mới nói là với những cái người mà có tâm kiên định như vậy chuyên thiền định quyết chí như thế thì với những cái người như vậy sẽ không còn nợ tái sanh hết mối manh tham ái đã chứng đạt niết bàn có nghĩa rằng sẽ không thể nào tìm được những cái người mà đã chứng nhập Niết Bàn Và Ma Vương thất vọng buôn đàn và bỏ đi Thì uh, khi nghe cái, cái vị sư của Myanmar phân tích về cái bài này ấy, Thì nói rằng là có rất ít, có khoảng một vài vị thôi Tức là vừa chứng đắc A-La-Hán sau một cái là nhập Niết Bàn luôn Thì cái vị này là một trong số rất ít những cái vị tương tự như thế tức là vị ấy tự kết thúc cuộc đời mình và ngay cái khoảnh khắc đó là bị chứng đắc a la hán và nhập niết bạc <laughs> và cái vị sư myanmar đó cũng nói trong cái cái bài giảng của mình rằng là đừng có ai mà bắt trước cái vị này nha là bởi vì đây là một trong số rất rất ít những cái trường hợp hiếm hoi là khi vừa kết thúc mạng sống của mình là chứng nhập niết bạc à, vị sư ấy nói rằng là không dễ đâu không phải ai cũng làm được chuyện ở đâu đừng có bắt trước nha chứ chúng sanh tầm thường như chúng ta mà bắt trước là đi luôn á chứ không chứng đắc được gì đâu <laughs> cái vị sư đó giảng cũng vui tính vị sư đó cũng lo sợ rằng là nhiều người khi mà nghe cái câu chuyện này á thì cũng có khi nghĩ rằng mình sẽ làm được cái chuyện đó và làm theo cái vị Godika này thì nó lại là một cái điều không hay cho nên là đó là cái điều mà vị sư ấy đã dặn dò Phật tử khi mà giảng về cái câu pháp cứu này thì như nghe nói với các bạn á có những cái điều mà mình thật sự rất là khó hiểu. Chỉ những ai tu, ai chứng, ai đắc thì người đó mới hiểu thôi. Còn chúng ta khi nghe qua những câu chuyện này, mình sẽ thấy hoang mang. Tại sao lại như vậy? Tại sao là vì muốn chứng đắc mà lại kết thúc mạng sống của mình? Đó, những cái câu hỏi mà phàm nhân chúng ta sẽ thường đặt ra là như thế. Nhưng như nghe nói ngay từ đầu, với cái, cái sơ cơ của mình thì mình sẽ không bàn nhiều hơn về cái câu chuyện này. Uhm, bởi vì mình sẽ không hiểu Nhưng mà trong cái câu chuyện này á, Có một cái ý mà người cảm thấy rằng nó phù hợp và nó gần gũi với cái hàng phật tử chúng ta nhiều hơn đó là ma vương, ma vương không muốn cái vị Godika này chứng đắc niết bàn và nếu như mà liên tưởng đến cái cuộc sống của chúng ta hiện tại, liên tưởng tới cái quá trình mà chúng ta hành trì, chúng ta tu tập thì mình cũng sẽ thấy rằng ma vương sẽ luôn luôn lôi kéo chúng ta ra khỏi cái sự tinh tấn khi mà chúng ta chuẩn bị bước vào trong phòng để mà tu tập hoặc là nghĩ rằng ngày hôm nay mình sẽ đến chùa mình đã tham dự một cái khóa tu tập nào đó thì chắc chắn sẽ có những cái sự lôi kéo mà chúng ta vẫn hay gọi là chướng duyên á những cái chướng duyên nó đến từ bên ngoài hoặc là bản thân nó đến từ bên trong của chúng ta để làm sao đó cho chúng ta sẽ không thực hiện được cái điều mà chúng ta đã định sẵn từ trước tự nhiên chuẩn bị bước vào phòng với một cái thời khóa tu tập của mình đọc kinh hay ngồi thiền gì đó tự nhiên có khách đến tự nhiên bạn bè nhắn tin rủ đi chơi rồi tự nhiên cảm thấy mỏi mệt tự nhiên cảm thấy đói bụng tự nhiên cảm thấy làm biếng ngang xương nói giống như trong cái bài kinh pháp cú này thì đó chính là những cái gọi là ma vương đang lôi kéo mình thì cái điều này á à, tin chắc rằng ai trong chúng ta cũng đều trải qua <laughs> bản thân nghĩa cũng thường xuyên như vậy khi mình nghĩ rằng ngày hôm nay ha mình sẽ vào phòng nè mình sẽ có một cái khóa tu tập nè hoặc là mình lễ phật hoặc là mình ngồi thiền nè thì tự nhiên gần đến cái lúc mà mình chuẩn bị vào á có một cái sự việc gì đến với mình vậy đó hoặc là có một cái công việc gì đó đến mình cần phải giải quyết thế là mình ngồi mình dùng điện thoại hay máy tính gì đó để mình giải quyết công việc của mình và mình giải quyết một lúc xong nhìn lại là nó quá cái giờ mà mình đã định vào phòng mình tu tập rồi hoặc là nhiều khi mình đang chuẩn bị mình vào mình ngồi thiền một cái tự nhiên cảm thấy sao tự nhiên bữa nay nó uể oải quá nó buồn ngủ quá rồi đôi khi mình sẽ tự cho mình rất là nhiều những cái lý do hôm nay mình đã làm cả ngày rồi mình để đi nhiều rồi mình mệt rồi và đây là cái thời gian mà mình nên tự dành cho bản thân mình nên nghỉ ngơi mình nên đi chơi mình nên xem phim mình nên làm gì đó chứ mình không nên vào trong phòng tu <laughs> Hoặc là có cái suy nghĩ thế này nữa nè. hồi hôm nay không tu thì ngày mai mình tu cũng được. Bữa nay không ngồi thiền thì sáng mai mình dậy sớm mình ngồi thiền. Trời ơi. Ngay cái thời điểm đó mình không ngồi thiền được thì thử hỏi coi sáng hôm sau mình đang dự định là lúc 5 giờ sáng mình sẽ dậy thì liệu mình có giữ đúng cái lời hứa với mình hay không? 5 giờ sáng có chịu ngồi dậy để mà vô phòng ngồi tập tu rồi hành thiền hay không rất là khó luôn cho nên với nghĩa đó trong cái câu chuyện này á, thì cái chi tiết này lại là cái chi tiết mà mình thấy nó rất là gần giống với cái cuộc sống của chúng ta hiện nay với những cái sự lôi kéo từ bên ngoài và không phải cái sự lôi kéo đó nó sẽ tạo cho chúng ta những cái cảm giác sợ hãi hay là khó chịu hay đau khổ gì đâu những cái sự lôi kéo đó nó luôn mời mọc chúng ta đến những cái cảm giác rất là nhẹ nhàng rất là sung sướng rất là thoải mái và chính vì những cái cảm giác đó nó mới là những cái cảm giác đánh lừa chúng ta nó làm cho chúng ta giải đãi nó làm cho chúng ta trở nên lười biếng và gần như là bỏ phế đi cái công phu tu tập của mình đã rất nhiều lần nghĩa cũng như vậy và nghĩa luôn luôn cũng tự răng nhắc mình rằng là cần phải nghiêm túc nghiêm khắc với bản thân trong cái việc hành trì tu tập thời khóa của mình. Nhưng mà cũng phải thú thật rằng rất khó để mình có thể mình giữ được cái điều đó. Có nhiều thầy khi mà dạy chúng ta đó cứ nhắc nhở chúng ta rằng một ngày thôi các con ráng đi, chỉ cần 10 đến 15 phút thôi cũng được. Mình ngồi mình định tâm mình hành thiền để mình bỏ hết những cái suy nghĩ trong đầu của mình cho nó bớt vọng tưởng đi cho cái đầu óc mình nó nhẹ nhàng hơn hoặc mình chỉ cần ngồi nửa tiếng mình ngồi mình niệm phật hoặc là mình trì chú hoặc là mình lạy phật cách nào cũng được hết trơn nhưng mà mỗi ngày cố gắng giữ được những cái thời khóa như thế các thầy hay khuyên nhủ chúng ta như vậy lắm nhưng mà chúng ta thì dường như ít khi nào mà <laughs> ít khi nào mà tự nghiêm khắc với bản thân chúng ta luôn có những cái lý do rất là hợp tình hợp lý để chúng ta trở nên giải đãi và lười biếng hơn. thì qua cái câu chuyện ngày hôm nay ở cái phần đầu khi em nói về trưởng lão Guddika chứng đắc A-la-hán á thì có lẽ là nó còn hơi xa lạ với chúng ta nhưng mà với cái ý mà ma vương luôn luôn lôi kéo chúng ta với nhiều hình thức khác nhau với nhiều cái nhân dáng khác nhau với nhiều cái cảm giác khác nhau thì đó là cái điều mà nghe nghĩ rằng chúng ta vẫn thường gặp phải. Nghĩa chúc cho tất cả các bạn, chúng ta sẽ luôn luôn có sự tinh tấn, luôn luôn vững tâm và kiên cố để có thể chống lại được những cái lời mời gọi hấp dẫn của Ma Vương được ẩn giấu đằng sau cái lớp vỏ ngọt ngào và êm ái nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe lắng nghe câu chuyện của ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.